Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, 2 năm qua, cộng đồng xanh Việt Nam đã thu hút hàng ngàn thành viên trong cả nước có chung mơ ước trả lại màu xanh cho môi trường. Trong đó nổi bật nhất là chiến dịch xanh Việt Nam, được tổ chức lần thứ nhất tại 40 tỉnh thành phố, thu hút sự tham gia của hơn 10.500 tình nguyện viên vào cuối tháng 5 vừa qua. Tiếp tục hành trình mang dấu chân xanh đến mọi nơi, sáng nay 20 tháng 12, chiến dịch xanh Việt Nam lần thứ hai năm 2020 đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hơn 3.000 tình nguyện viên tại 63 tỉnh thành phố. Trong đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 200 tình nguyện viên đã đồng hành cùng chiến dịch xanh này tại khu vực bãi biển thị trấn Phước Hải, Mũi Đất Đỏ và cảng cá Sao Mai tại Bình Định, thành phố Vũng Tàu. Từ sáng sớm nay, hơn 180 tình nguyện viên của Cộng đồng Xanh Việt Nam đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ để tham gia chiến dịch Xanh Việt Nam lần thứ hai năm 2020. Tham gia vào hoạt động lượm rác, dọn dẹp vệ sinh dọc hơn 2 km đường bờ biển tại đây, không chỉ có học sinh, thanh niên địa phương, mà còn có cả những tình nguyện viên đến từ các tỉnh, thành phố khác. Một chương trình đầy tính nhân văn và ý nghĩa, hãy chung tay dọn dẹp và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, thấy rất là hạnh phúc và em sẵn sàng kêu gọi các bạn cùng tham gia chương trình này một cách nhiệt tình và đầy nhiệt huyết. Tụi em tập hợp các tình nguyện viên yêu môi trường lại để tụi em nhặt rác, một là việc để làm việc sạch cho bãi biển để cho nó đẹp hơn, và đó thì tụi em cũng muốn tuyên truyền cho những người dân ở đây để họ có thể có ý thức cao hơn về trong việc bảo vệ môi trường, kêu gọi các bạn trẻ, hành động từ các bạn trẻ từ những việc nhỏ nhặt nhất để tụi em cùng bảo vệ môi trường và giúp cho Việt Nam xanh sạch đẹp hơn. Tại điểm cầu thứ hai của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 20 tình nguyện viên mang xanh Việt Nam đến khu vực biển tại cảng cá Sao Mai, Bến Định, thành phố Vũng Tàu. Các bạn thuê tàu lớn, đò nhỏ chạy dọc trên biển để vớt rác, bao nhựa, song song với hoạt động tuyên truyền người dân không vứt rác thải, vật nhựa ra môi trường biển. Mặc dù thời tiết sáng nay không được thuận lợi cho việc di chuyển trên biển, nhưng tất cả vẫn nỗ lực trong điều kiện có thể nhằm mang thông điệp xanh đến với mọi người. Niềm vui của tụi mình là cái thứ nhất là được bảo vệ môi trường biển để hỗ trợ cho các ngư dân. Chiến dịch Xanh Việt Nam lần thứ hai năm 2020 do Cộng đồng Xanh Việt Nam tổ chức nhằm kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi người trong bảo vệ môi trường. Với hoạt động là lượm rác, dọn dẹp vệ sinh tại các bãi biển, khu vực điểm đen môi trường. Sự kiện diễn ra đồng loạt trong sáng nay tại 64 điểm cầu trên 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Hiện tại thì anh đang ở đầu cầu Hồ Chí Minh và chính xác là đang ở phường Hiệp Phú, quận 9 ạ, gần ngã tư Thủ Đức. Mình thấy là cái tinh thần các chiến binh ở Vũng Tàu cực kỳ tuyệt vời ạ. Là một trong những đầu cầu mà có hai địa điểm tham gia, mà đây là những đầu cầu tiêu biểu của những thành viên cực kỳ nhiệt huyết ạ. Xin cảm ơn đầu cầu Vũng Tàu rất là nhiều ạ. Cái thông điệp của tụi mình muốn lan tỏa là chúng ta ai cũng có thể bảo vệ môi trường được, và chúng ta có thể làm ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất thôi ạ. Không cần phải làm những điều quá cao siêu, mà chúng ta từng cá nhân cùng làm từ những điều nhỏ nhất. Trong sáng nay, chiến dịch Xanh Việt Nam lần thứ hai năm 2020 tại hai điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu đã thu dọn về hàng trăm bao rác, đồng thời góp phần giúp hơn 2 km đường bờ biển thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ sạch đẹp hơn. Chiến dịch sẽ tiếp tục diễn ra trên mọi miền Tổ quốc trong thời gian sắp tới, với những hoạt động chương trình thiết thực nhằm góp phần đem đến môi trường xanh sạch đẹp cho mọi người, mọi miền.